Ok, xin chào các bác. Thì đây là cái con LG V50 của em. Thì con LG V50 này em đã bán cho một bác ở trong nhóm của mình. Thì cái con này ngày mai em sẽ ship cho bác ấy. Thì nhân lúc mà nó đang còn ở trên tay em thì em muốn nói cho các bác một chút về cái miếng dán PPF ở trên cái con LG V50 này. Thì cái miếng dán này nó là miếng dán em lấy ở chỗ bác Đỗ Trung Tính nhá. Đây này. Miếng PPF LG mặt trước trong đấy thì nó có hình dạng như thế này, đấy nó ở bên trong này này, bác khoảng thời cho bác xem nhé. Đây nó như này đó. Thì cái miếng này dán nó, nếu như mà theo đánh giá của em ấy, dán nó khá là khó khăn đấy, bác nào mà không cẩn thận không khéo tay thì khó mà dán được đấy. Thì em nghĩ thế thôi, tại vì em thấy em dán miếng dán cũng nhiều rồi nhưng mà em dán miếng này cũng khá là khó. Tuy nhiên thì bác nào khéo tay em nghĩ là cũng làm được thôi. Đây thì cái miếng này em đã dán ở trên này và em dùng được khoảng khoảng 1 tháng rồi, phải hơn tháng ấy. Đấy, thì đây các bác có thể thấy này. Đây là cái miếng dán PPF ở trên con LG V50. Đó, các thấy không? Thì trước tiên ấy là cái miếng dán này nó rất là mỏng, cho nên là các bác dán ấy kiểu như là dán cũng như không dán ấy, nó cũng nhìn nó cũng 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 được, nhưng mà cái cảm giác mà vuốt từ cạnh qua này này, vuốt từ cạnh qua này vẫn có nhé, vẫn vẫn thấy cái điểm G này, vẫn thấy cái điểm G ở chỗ cái mép này này đấy. Tuy nhiên thì nó sẽ đỡ hơn cái miếng cường lực UV, tại vì cái miếng cường lực UV thì nó sẽ rất là dày và các bác vuốt kiểu này rất là ức chế, nhưng mà miếng này thì được cái nó rất là mỏng. Vuốt này nó cũng hơi gợn gợn thôi nhưng mà em cảm giác là chấp nhận được. Và thứ hai nữa là việc em nói lúc nãy rồi đấy, nó khá là khó dán nên em dán cũng bị lệch này, các bác thấy không? Này, ở chỗ cái chỗ cụm cắm trước này, này em dán nó hơi xéo xéo tí này đấy. Bên dưới này ấy, có một điểm hạn chế của nó là cái miếng dán này nó chùm hết, gần như hết cái toàn bộ cái mặt trước của cái LG ấy, LG V50 ấy. Cho nên là nhiều khi là nếu các bác nào dùng cái ốp mà cái phần này này nó ăn sâu vào trong cái màn hình quá ấy, thì nhiều khi là nó làm nó sẽ bị cậy cái màn hình, cậy cái miếng dán này lên. Tại ví dụ như chỗ này này, bác thấy không? Chỗ này của em này. Đấy, cái miếng này chữ em dùng cái ốp silicone nó mỏng ấy, nhiều khi là nó hay bị cái hiện tượng này đây này, như này này. Nó bị đẩy vào này, ví dụ cắm 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 sạc ấy, hoặc cắm cái gì, hoặc là máy tì tay vào đây thôi, hay tì tay vào đây như này này đấy, tì vào như này cái nó đẩy vào đây, nó đẩy vào đây thì nó làm cái miếng dán này nó bị bong lên đấy, cho nên em phải cắt lẹm đi, em lấy cái dao em cắt lẹm đi một chút như này thì khi khi mà đẩy vào ấy, nó cũng không sao cả. Và nhiều khi các bác dán mà bị thừa ấy, đây các bác dán bị thừa này này, ví dụ như cái góc này này, cái góc này này em dán nó ra ngoài đây quá này, nó ra đây nó hôm trước ấy, hồi xưa cái miếng zin của nó nhé, nó sẽ ăn ra đây một chút nữa này đấy, thì khi mà ăn ra vậy ấy, thì cái góc của cái ốp này nó sẽ tì vào, và nó tì vào như thế thì nó cũng làm cái miếng dán này bong lên, cho nên em cũng phải sau khi dán xong em cũng phải lấy cái dao lam em rạch chỗ này đi một tí, cắt chỗ này đi một tí đấy, thì khi mà ốp vào nó sẽ không sao cả đấy. Thì đây là cách dán nhé, nó cũng khá là khó dán, cho nên các bác nào mà mua miếng dán này thì xác định phải là khá là khéo tay thì mới dán được đấy. Còn cái trải nghiệm trên miếng dán này như nào ấy, thì em dùng 1 2 tháng, hơn tháng rồi, thì đương nhiên là cái miếng dán này ấy, nó sẽ không thể nào mà mượt mà trơn ấy, mượt như thể là cái không dán hoặc là dán bằng cái cường lực UV chẳng hạn. Thì cái miếng dán này nó vuốt vuốt kiểu này nó hơi bị rít rít đấy các bác, nó hơi rít một tí nhá, nó hơi không được trơn trượt đấy. Nhưng nếu như có đồ chơi game mà kiểu nó là vuốt vuốt cái này kiểu kiểu như này này thì nó không được trơn, nó không được nhanh như kiểu là cái miếng dán UV đâu đấy. Cho nên các bạn nào mà chơi game ấy, em nghĩ là dùng cái miếng dán này cũng không được hợp lý cho lắm đấy, nó hơi bị rít rít một tí đấy. Và thứ hai nữa ấy, là các bác có thể thấy này, cái miếng dán này nó chỉ có chức năng là chống xước thôi nhá, chứ không có cường lực gì đâu, cho nên là cái miếng dán này nó khi mà dán thì các bác dùng một thời gian thì các bác nhìn thấy này. Đấy, các bạn nhìn thấy này, có những cái vết hằn đấy, bạn nhìn thấy soi những đá có những vết hằn, có những vết hằn kiểu như kiểu cái móng tay mình móng tay cào vào này đấy, thì nó sẽ để lại cái vết hằn. Thì khi mà nó để lại vết hằn như vậy thì mình
mình xoa xoa đi như này này, xoa xoa đi như này thì nó sẽ hết, nó sẽ đỡ đi. Nhưng mà sau một thời gian sử dụng, các bác sẽ thấy là cái miếng dán này nó sẽ để lại những cái như kiểu cái dấu chân chim ấy. Đấy, các bác có thể thấy này. Đấy, chứ nó không thể là bóng mượt như kiểu cái miếng UV được. Đó. Cho là cái miếng này ấy, thì nếu mà nhìn nghiêng ấy nó khá là xấu. Đấy. Và thứ ba nữa là khi mà dán miếng này ấy, thì nó có ảnh hưởng đến cái chất lượng màn hình không ấy. Thì em khẳng định với các bác là nó chẳng ảnh hưởng gì đến cái chất lượng màn hình cả, nó vẫn rất là sáng đẹp, không ảnh hưởng một gì tí nào đâu. Đấy, cho là cái miếng dán này nếu như bác nào mà ưa thích cái kiểu nhẹ nhàng ấy, thì dán miếng này cũng được. Đấy, và ngoài ra thì nó có một miếng ở cái phần lưng này nữa, nó cũng y chang như cái miếng trước này thôi, nó quét mấy cái chỗ này, nhưng mà miếng ở đằng lưng này này nó rất là khó dán hơn nữa, nó khó dán hơn cả miếng này. Mà miếng này thì mình chỉ cần việc căn cái chỗ này thôi, căn cái chỗ camera trước thôi, chứ còn miếng lưng ấy các bác phải căn ba cái lỗ camera này, vân tay này, lỗ này nữa này, cái lỗ này nữa này. Nói chung là miếng lưng ấy, các bác dán còn khó hơn là cả miếng miếng đằng trước này nữa. Thế cho nên em nghĩ là các bác chỉ cần mua cái miếng đằng trước là được rồi. Đấy, sau đó các bác dán như này là được. Đấy, thì theo đánh giá của em ấy là miếng cường lực UV này ấy, là dùng ổn, vuốt cũng khá là đã, mỗi tội là hơi rít nhưng mà không ảnh hưởng gì đến chất lượng màn hình. Đấy, nhưng mà lại không có cường lực nhé, không có chống va đập đâu, này chống xước thôi. Đấy, và ngoài ra đây em có một cái cường lực UV này. UV này thì em đã dán trên con G8 rồi, hiện tại con G8 em không có ở đây thì em đã dán trên G8 rồi. Hai cái này em đều lấy ở chỗ bác Đỗ Trung Tính nhé. Các bác nào muốn mua thì các bác liên lạc với bác Đỗ Trung Tính nhé. Thì cái miếng dán UV này, UV của G8 này, đây này em có con G8 đây. Con G8 này thì em không dán tại vì hơi nó hơi phí. Đấy. Đây thì nó sẽ như thế này. Đó. Đấy, nếu như dán vào con G8 thì nó sẽ như thế này. Thấy có thấy không? Đấy, thì nhược điểm của cái miếng dán này thì là cái độ dày của nó khá là dày ấy. Nó khá là dày, khi mà các bác dán vào rồi các bác vuốt như này này thì nó hơi bị gợn gợn tí, hơi bị cấn hơn cái miếng kia. Và cái miếng dán này cực kỳ dễ dán thôi. Các bác xem mấy cái clip trên mạng các bác cũng biết rồi đấy. Các bác chỉ cần nhỏ cái giọt keo này này, nhỏ hai ba giọt ở đây, 1 2 3 đây, cái xong các bác hít cái này xuống, hít cái này xuống, cái là các căn cho nó các cạnh nó đều nhau là được. Nhưng mà đặc biệt là các bác phải dán ở trong nhà nhé, đừng ra ngoài trời. Hồi xưa em dán ngoài trời cái nó khô luôn, không kịp mà căn cái này. Đấy, và nếu như các bác nào mà dán cái miếng này ấy, mà không phải con G8 ấy, ví dụ con V50 chẳng hạn, đây thì con V50 nó có cái lỗ loa ở đây này, thì các bác nhớ là lấy cái băng dính các bác che cái loa lại này nhé, che cái lỗ loa này lại, không thì không may là cái keo UV ấy, nó chảy xuống cái lỗ loa này thì có thể làm cái loa các bác tịt nhé, không không nghe thấy gì nữa, để cho chú ý nhé. Thế thì tranh thủ là em cái tối nay em còn giữ được cái con V50 này thì em nói cho các bác biết được là cái miếng dán PPF ở trên cái con V50 này nó như thế nào nhé. Và đặc biệt nữa là nếu như bác nào mà dùng V50, dùng con V50 nhé, và dùng màn hình phụ ấy, thì các bác hoàn toàn có thể dán được cái miếng dán PPF này nhé. Tại vì cái miếng dán PPF này nó rất là mỏng, cho nên khi các bác dùng cái màn phụ ấy, các bác gấp hai cái màn với nhau ấy, thì nó không ấy bị ảnh hưởng gì. Đấy. Chứ còn nếu như các bác mà dùng miếng miếng cường lực UV này ấy, mà lại các bác lại dùng màn hình phụ nữa, thì các bác khi mà các bác kẹp vào nhau này thì nhiều khi là các bác sẽ bị vỡ đấy nhé, vỡ màn hình này hoặc vỡ màn hình của màn hình phụ. Cho nên là các bác chú ý nhé, nếu dùng dùng màn hình phụ thì không được dùng cái UV mà chỉ dùng cái miếng dán mỏng thôi, miếng dán PPF hoặc miếng dán gò cũng được, thật là mỏng thì mới dùng được màn hình phụ nhé. Rồi, ok, thì chào tạm biệt con V50 này, hy vọng là nó sang tay của bác kia thì nó sẽ hoạt động tốt. Ok, chào các bác.